Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý anh chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại đây chính là cuối đường 52m. Và quý anh chị chúng ta, rất nhiều quý anh chị chúng ta thắc mắc là cái con đường mà nối thông cái con đường này nó có chạy ra đường 5 hay không. À, bên phải của chúng ta chính là đường 40m sau biển 23. Còn đây chính là cái trục đường mà đi thẳng ra, mà rất nhiều quý anh chị chúng ta cứ nghĩ là sẽ ra đường 5. Bây giờ Thiên Định sẽ đi thẳng lối này cho quý anh chị xem nha quý anh chị. Đây, Thiên Định sẽ đảo một vòng để quý anh chị biết là mình đang ở đâu nhá. Đây, quý anh chị nhìn, Thiên Định sẽ quay một vòng để cho quý anh chị biết mình đang ở đâu, xong mình Thiên Định sẽ đi vào đây để quý anh chị xem. Đây, bên này khả năng là sau này sẽ là giai đoạn 2 này, khu Vin này. Đây, bên này lối đây là ra Đông Dư Đường Xá này, Thiên Định sẽ đi rẽ trái này là ra Đông Dư Đường Xá này. Quay lại chính là đường 52m này, các anh chị nhìn thấy không? Đấy, bên này chính là đường 52m này. Đúng không ạ? Bên trái là sao biển 23 này. Đây, bên này chính là sao biển 23 của anh chị nhá. Đấy, thì bây giờ Thiên Định đang đứng ở ngã tư của đường 52m giao với đường 40m, chạy thẳng ra Đông Dư Đường Xá, và đây là đường sao biển 23. Bên phải bên 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 trước mặt của anh chị chúng ta đây là cái khu vực đất mà hiện tại thì theo thông tin Thiên Định được biết thì khả năng là chủ đầu tư Vingroup đã thâu tóm rồi. Và bây giờ Thiên Định sẽ đi thẳng lối này ra xem là nó có ra được đường 5 không quý anh chị nhá. Đây, Thiên Định sẽ đi thẳng luôn đây này. Ở đây có một cái mũi tên là chỉ ra được đường 5 này. Dương Xá này, quốc lộ 5 là chúng ta đi thẳng này. Đúng không ạ? Đây, Thiên Định sẽ đi thẳng lối này để cô chú anh chị biết được là có ra đường 5 không nhá. Đường đây thì đường chia làm hai làn, mỗi làn lại có ba làn nhỏ, rất là rộng và thoáng luôn, được chủ đầu tư làm thì tiến độ rất là nhanh là xong hết rồi. Đấy, hai bên thì đều là đất mà Thiên Định chia sẻ là sau này sẽ là khu vực này sẽ là cái khu vực mà triển khai một cái dự án khả năng sẽ là giai đoạn 2 của Vinhome Ocean Park. Đây, ở đây thì là đều là đồng ruộng. Ngày trước ấy thì Vinhome Ocean Park hiện tại dự án của chúng ta thì ngày xưa là cũng đồng ruộng như này luôn, hai bên đều là đồng ruộng mênh mông như này luôn quý anh chị nhá. Thì sau này nếu như bên này mà triển khai dự án giai đoạn 2 thì về cái diện tích bên này thì Thiên Định cũng đánh giá là cực kỳ rộng luôn, rộng cũng phải tương đương, không tương đương thì cũng phải bằng hai phần so với 2/3 so với giai đoạn 1. Tại vì về cái quy mô Thiên Định thấy đang rất là rộng luôn. Đây, cô chú anh chị nhìn nhá. Cái con đường này ấy thực ra là nó không chạy được ra đến đường 5 cô chú anh chị nhá. Đây. Rất nhiều cô chú anh chị chúng ta là khi chúng ta xem bản đồ hoặc là chúng ta tới thực tế chúng ta nhìn thì nhìn thấy đường 5 thôi nhưng mà chưa không ra được đường 5, mà chúng ta đi đến đoạn này là hết hết đường rồi. Đi đến đoạn này là chúng ta hiện tại thì chủ đầu tư chỉ mới làm đến đoạn này thôi. Đây quý anh chị nhá. Đây. Chủ đầu tư mới làm đến đoạn này thôi nhá quý anh chị nhá. Và tương lai của nó ấy, thì chủ đầu tư sẽ làm con đường này rẽ phải để ra một cái con đường mà phía đằng trên để song song và rẽ trái vào đường 5. Còn cái lối đằng trước đây của anh chị chúng ta có thể thấy đây là cái khu vực, đây là khu vực ga Phú Thụy này. Đấy, ga của anh chị nhá. Hiện tại đây là ga nhà ga, cho nên là đây bên kia của anh chị chúng ta có thể thấy luôn là tàu. Đây, tàu còn đang đứng ở đây và hệ thống nhà ga nằm bên này, cho nên chắc chắn là sẽ không có cái chuyện là con đường này chạy thông ra được đường 5. Mà khi đến ga thì đến đoạn này thì chủ đầu tư sẽ phải làm rẽ phải. Ở đây con đường này thì không biết là Thiên Định không biết là có phải của chủ đầu tư hay không, nhưng mà đây là cái con đường này thì khả năng nó là con đường của bên bên phía huyện Gia Lâm làm. Đấy, bây giờ Thiên Định sẽ quay lại. Thì đi đến ngã ga này thì chúng ta sẽ phải phải làm quặt rẽ phải. Thì hiện tại chủ đầu tư mới làm đến đoạn này thôi. Đấy, và kia chính là nhà ga, mà nhà ga thì chắc chắn là không giải tỏa rồi cô chú anh chị nhá. Đấy, khu vực đây là khu vực nhà ga rồi. Đấy, thì mình chuyển rẽ trái này để đi quay lại này.
Thì con đường này đến đến hôm nay thì chủ đầu tư đã mở đây, chúng ta có thể chạy vào đây có thể xem được rồi. Hôm trước thì chủ đầu tư chắn rào lại nhưng hiện tại là mở ra xem. Và thực ra cái con đường này thì không, tại vì nó nối thông với đường 52 mét cho nên con đường này là chắc chắn là con đường này cũng không phải là của huyện Gia Lâm làm mà là do chủ đầu tư Vingroup làm luôn đấy cô chính chị ạ. Tại vì con đường này là con đường nối thông chạy thẳng trục chính đường 52 mét chạy đến đây. Đấy. Hai bên đầu đều là đồng ruộng mênh mông luôn. Nếu như mà chủ đầu tư, cô chú anh chị chúng ta phải hiểu được rằng là chủ đầu tư đã mất rất nhiều chi phí cũng như là bỏ ra đầu tư cái cơ sở hạ tầng xung quanh dự án nó rất là nhiều rồi, thì chắc chắn là chủ đầu tư sẽ tìm mọi cách để thâu tóm được cái khu đất vàng này cạnh ngay với dự án, đúng không ạ? Không ai gọi là không, một chủ đầu tư nào mà không mong muốn có mà làm nên những cái tiện ích như này, những cái con đường nó kết nối giao thông đẹp như này mà để cho một cái đơn vị khác nó vào đây nó triển khai một cái dự án khác, đúng không ạ? Mà chắc chắn là bằng mọi cách, bằng mọi giá thì chủ đầu tư sẽ phải thâu tóm cái dự án phía bên này. Và Thiên Định cũng có thông tin là chủ đầu tư đã thâu tóm được rồi và đang cũng trong quá trình đền bù giải tỏa, cũng còn vướng một số cái thủ tục đấy. Thì chắc chắn là cái khu vực này cũng sẽ là sau này nó sẽ là cái cơ hội để cho rất nhiều cô chú anh chị chúng ta có thể chuẩn bị, đúng không ạ, chuẩn bị tiền để có thể là đầu tư sang đây, chính là giai đoạn 2. Và khi giai đoạn 2 này nếu như mà đây Thiên Định không dám chắc luôn chị nhá, đây là Thiên Định chỉ là ở cái nhìn nhận của Thiên Định và Thiên Định đánh giá thôi. Thì nếu như ở đây mà triển khai được dự án giai đoạn 2 thì cái trục đường 40 m là trục đường cực kỳ trung tâm, trục đường Đông Dư Dương Xá của anh chị nhá. Đây đi đến đến đây là ngã tư giữa đường 52 m và đường trục chính 40 m, bên phải thì chúng ta đi thẳng bên phải là ra Đông Dư Dương Xá, đúng không ạ? Đấy, đi thẳng là ra Đông Dư Dương Xá, rẽ trái là chúng ta ra đường Kiêu Kỵ. Đấy, Đông Dư Dương Xá thì rẽ phải là ra, nếu như chúng ta đi thẳng nữa tiếp thì là sang Châu Quỳ cô anh chị nhá. Đây Thiên Định sẽ rẽ phải luôn đấy cô anh chị biết được. Hôm trước thì Thiên Định đi từ Châu Quỳ đi vào, vậy nhưng mà bây giờ Thiên Định sẽ đi từ đây, Thiên Định đi ra Châu Quỳ để cô anh chị biết được cái kết nối giao thông luôn nhá. Đấy, rẽ trái thì chúng ta lên trung tâm thương mại luôn đấy, lên trung tâm thương mại Vincom. Còn rẽ phải thì chúng ta sẽ ra đường vuông góc, đâm ra đường Đông Dư Dương Xá và băng qua đường Đông Dư Dương Xá thì chúng ta sẽ sang khu vực gọi là 31 hecta, khu vực Châu Quỳ, khu vực đường Ngô Xuân Quảng, Đại học Nông nghiệp. Bây giờ đã nối thông hết rồi, cái con đường này thì khi mà chủ đầu tư khai trương trung tâm thương mại thì cái con đường này chủ đầu tư cũng sẽ mở thông hết rồi. Đây và hôm trước thì Thiên Định thấy là chỉ đi được phía làn bên tay phải của chúng ta đây thôi. Nhưng mà hôm nay Thiên Định đã thấy là chúng ta đi lối vào thì chúng ta đã đi được bề làm bên tay trái rồi cô như chị này, đúng không ạ? Chủ đầu tư làm khá là nhanh luôn đấy. Cái bên tay phải cái khu đất mà Thiên Định và cô chú chị chúng ta vừa đi qua xem đấy thì nó kéo dài từ cái đoạn từ trung tâm thương mại luôn, kéo dài lên đến đường Đông Dư Dương Xá luôn cô chú chị ạ, nó rất là rộng luôn. Phía khu vực bên tay trái đây chính là cái khu vực shophouse thương mại dịch vụ Biển Hồ này. Trục đường này là trục đường 40 m của chúng chị nhá, rất là rộng và thoáng. Lượng xe cộ đi lại được của chúng chị chúng ta nhìn đã biết là hiện tại là Vinhomotion Park, cái khu vực trung tâm thương mại đã thu hút khá là nhiều cư dân cũng như mọi người xung quanh dự án, đặc biệt là khu vực Châu Quỳ vào tham quan cũng như vui chơi trải nghiệm tại trung tâm thương mại rất là đông luôn. Đây bên tay trái của chúng ta, nếu chúng ta sau này chúng ta rẽ trái thì chúng ta cũng sẽ đi vào hầu như là đi vào khu chung cư Sapphire cực kỳ gần luôn, kết nối giao thông. Hiện tại thì một số cái con đường thì chủ đầu tư đang chắn lại, chứ khi mà đấy thi công và triển khai xong rồi thì cái kết nối giao thông nó cực kỳ thuận tiện luôn quý anh chị ạ, đi nó rất là nhanh luôn. Đây ra đây là chúng ta ra đến đầu đường này, ra đến đường Đông Dư Dương Xá, nếu chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ ra đường 5, đúng không ạ, đường 5 quốc lộ 5 đấy ạ. Chúng ta rẽ trái chúng ta sẽ đi sang Dương Xá và sẽ ra là cái khu vực mà cái biểu tượng cột màu đỏ của chúng chị biết không ạ,
cái cột màu đỏ là cái biểu tượng trước khi chúng ta đi trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Còn chúng ta băng qua cái con đường Đông Dư Dương Xá này thì chúng ta sẽ sang khu Châu Quỳ. Đấy quý anh chị nhá. Hiện tại là ở đây là chủ đầu tư đã bố trí đèn đỏ rồi. Tại vì đường này là đường khá là đông xe đấy quý anh chị ạ. Xe tải đi qua đi lại rất là đông luôn. Đây cái con đường bên này thì chúng ta là cái con đường Châu Quỳ, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi quay lại. Đây, chạy thẳng này. Đèn xanh chúng ta chạy thẳng là cái khu vào khu Châu Quỳ, vào 31 hecta và vào đường Ngô Xuân Quảng của chúng chị nhá. Vào Đại học Nông nghiệp. Đấy, đường cực kỳ thông thoáng và cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ Thiên Định sẽ quay lại để vào dự án. Đây. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý chị đã theo dõi video của Thiên Định. Vừa rồi Thiên Định đã giới thiệu cho anh chị chúng ta một số cái thông tin cơ bản về cái kết nối giao thông giữa đường 52m trục chính và con đường 40m nối thông ra Đông Dư Dương Xá. Nếu quý anh chị chúng ta có thắc mắc hoặc là cần cái thông tin gì thì có thể comment dưới video của Thiên Định nha. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị chúng ta đã theo dõi. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nha. Thiên Định xin chào.